Nói đến bạo lực học đường, thường chúng ta chỉ liên tưởng đến một số video clip ở trong đó các bạn học sinh hay túm tóc, đánh nhau vẫn lan tràn ở trên mạng và nghĩ là con mình chắc sẽ không phải là thủ phạm hay là nạn nhân đâu. Nhưng bạo lực học đường không chỉ là những trận ẩu đả mà còn là các hành vi bạo lực về tinh thần, tình dục, ngôn ngữ, và nó âm thầm đáng sợ cũng như hủy hoại tinh thần, tâm hồn, ý chí sống của một đứa trẻ nặng nề hơn rất nhiều. Vì thế nếu các bạn có con từ khoảng 6 tuổi trở lên, hãy bắt đầu trang bị cho mình và con những kiến thức cơ bản với bộ sách Bạo lực học đường, chuyện chưa kể mà mầm nhỏ sẽ review ngày hôm nay nhé. Bộ sách này bao gồm 2 cuốn, đều được viết dưới dạng như là một cuốn nhật ký về trải nghiệm thật mà tác giả là những đứa trẻ đã từng trải qua trong trường học. Một cuốn đầu tiên có tên là Tớ đáng sợ thế nào, ghi lại những suy nghĩ và cảm nhận của một kẻ đi bắt nạt. Còn một cuốn Đừng sợ bắt nạt, đây là hành trình chịu đựng của người bị bắt nạt. Hãy cùng xem kỹ hơn một chút nhé. Cuốn Tớ đáng sợ thế nào được viết dưới dạng như là một cuốn vở học sinh với những hình vẽ minh họa rất là đẹp. Trong đó có những thông tin cốt lõi được đóng khung để nổi bật và dễ ghi nhớ hơn. Cuốn sách này nói rất trúng tâm lý của các thủ phạm khi mà bạn Kitty luôn cố gắng biện minh là đứa nào kém cỏi quá thì sẽ bị bắt nạt thôi, sao lại trách cô bé. Ngoài ra cuốn sách này còn đề cập đến hành trình cô bé nhận ra các loại hình bắt nạt không liên quan đến bạo lực, ví dụ như là chế giễu hay là bôi nhọ. Điểm ấn tượng nhất trong bộ sách này là việc Kitty đã kể lại hành trình mà cô bé nhận ra cái sai của mình và sửa chữa chúng. Bố mẹ cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ cách thầy hiệu trưởng và cô Petrovsky nói chuyện, xử lý cực kỳ thấu đáo và hợp lý khiến cô bé nhận ra sai lầm. Và bạn Kitty đã từ góc độ của một kẻ bắt nạt mách chiêu cho các bạn cách để khỏi bị bắt nạt cực kỳ hữu ích. Ví dụ như là hỏi vặn lại kẻ bắt nạt, làm điệu bộ ngớ ngẩn để kẻ bắt nạt chán nản và biến câu xúc phạm thành lời khen, vân vân. Ngoài ra còn mách chiêu cho các bạn chứng kiến làm thế nào để giúp những người bạn của mình đang bị bắt nạt mà vẫn không gặp nguy hiểm. Cuốn sách thứ hai có tên là Đừng sợ bắt nạt, ghi lại hành trình của một cô bé là nạn nhân của bạo lực học đường. Bố mẹ và thầy cô có thể hiểu hơn về cảm xúc cũng như suy nghĩ của trẻ khi bị bắt nạt. Các bạn nhỏ cũng sẽ thấy đồng cảm và học hỏi được nhiều điều từ cách cô bé đã vượt qua như thế nào. Cuốn sách này không hề có những lời khuyên đao to búa lớn mà chỉ là những giải thích đơn giản nhưng sẽ tiếp thêm sức mạnh tâm lý cũng như hiểu biết cơ bản. Ví dụ như là các loại hình bắt nạt, vì sao bạn lại là nạn nhân, vì sao người khác lại đi bắt nạt, vân vân. Với từng vấn đề, cuốn sách này đều đi sâu vào tâm lý rất chuẩn xác cũng như đưa ra những lời khuyên truyền cảm hứng. Ví dụ như là những người bị bắt nạt thì thường có tâm lý tự ti rằng đấy là lỗi tại mình có điều gì đó sai, ví dụ như là mình quá béo hoặc quá xấu hoặc là ngớ ngẩn, vân vân, thế nên mới bị bắt nạt. Nhưng thực tế ai cũng có thể là nạn nhân của bắt nạt, dù cho người đó xinh đẹp hay tài giỏi như thế nào đi chăng nữa. Cuốn sách này cũng đưa ra một thông điệp rất tích cực cho các bạn học sinh, đó là bạn luôn hoàn hảo theo cách của bạn, chỉ là những kẻ bắt nạt có vấn đề mà thôi. Một vấn đề nữa là có những nạn nhân thường có xu hướng thay đổi, bỏ đi con người thật của mình để hòa hợp với đám đông, để không bị bắt nạt nữa. Nhưng cô bé Aja, tác giả cuốn sách này đã chỉ ra rằng việc đó khiến bạn không hạnh phúc chỉ bằng những câu hỏi trắc nghiệm, trong đó đưa ra những dấu hiệu đơn giản và đi đến kết luận hãy chịu cô đơn một thời gian và tìm kiếm bạn bè ở những chỗ khác. Cuối cùng, để thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt, cô bé còn chia sẻ các chiêu rất là hữu ích, ví dụ như là lập kế hoạch để phòng thân mỗi ngày thật là tỉ mỉ, không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ, ngắt kết nối mạng để không bị bắt nạt trên mạng, vân vân. Và còn rất nhiều những cách đơn giản nhưng thực sự hiệu quả từ chính trải nghiệm của bản thân cô bé, chắc chắn sẽ hữu ích cho các bạn nhỏ có nguy cơ hay đang bị bắt nạt. Đây chỉ là 2 cuốn sách mỏng, chắc là nếu đọc một lèo chỉ một tối là có thể đọc xong. Thế nhưng các thầy cô, bố mẹ và các bạn học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những kiến thức và tâm lý để đương đầu cũng như vượt qua bạo lực học đường với 2 cuốn sách này.